Xin chào các bạn, đã là người dân Việt Nam thì chắc chắn ai cũng biết ngày 19 tháng 5 là ngày gì. Và hôm nay chính là kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nên hôm nay mình sẽ làm một số đặc biệt tại nhà anh Hùng Bá. Anh Hùng Bá là người đã bỏ ra một số tiền rất lớn để làm ra bức tranh Hồ Chủ tịch vô cùng độc đáo. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn nó thấy uy tín rồi đúng không? Bức tranh được tạo bởi rất nhiều những tờ tiền polymer. Mình sẽ phỏng vấn nhanh anh Hùng Bá nhé. Làm bức tranh này hết bao tiền anh? 500 triệu em. Thế chính xác là trên bức tranh này có bao nhiêu tờ 500 nghìn ạ? Em đếm hộ anh cái. Nếu mà muốn chính xác anh ấy không nhớ. Đó, nhưng mà sao tự nhiên lại có một tờ mới hẳn như này? Em nhìn series đi, sinh nhật Bác Hồ. Các bạn ơi, series sinh nhật của bác ạ. Thế nhưng tại sao anh lại chọn tờ 500 nghìn để làm chân dung của bác? Có hai lý do. Lý do đầu tiên là mệnh giá 500 nghìn là mệnh giá lớn nhất, thì anh muốn chọn mệnh giá to nhất để làm để xứng đáng với chân dung của bác. Lý do thứ hai đấy là mặt sau của tờ 500 nghìn là làng sen quê bác. Nếu như các bạn để ý thì là tờ 500 nghìn ở mặt sau có in hình làng sen và chính đó là quê hương của bác. Thế nhưng mà tại sao anh lại bỏ ra một số tiền lớn như thế này để làm chân dung bác? Tại vì anh rất là yêu quý và tôn thờ bác. Nếu em không tin, lên phòng thờ nhà anh. Đây em. Đây là phòng thờ nhà anh. Chính xác. Tuyệt vời. Bây giờ em sẽ đố anh một vài câu nhá. Đố anh biết tờ tiền đầu tiên của Việt Nam in hình Bác Hồ là tờ nào? Một đồng năm 1946. Tuyệt vời. Tờ tiền có kích thước nhỏ nhất in hình Bác Hồ là tờ nào? 20 xu năm 1948. Bò nút thêm tờ tiền kích thước to nhất có hình Bác Hồ. Thế có tờ tiền nào in ấn đặc biệt không anh? Bình thường in ngang nhưng tờ này là in dọc. 5 đồng mùa gặt năm 47 Bác Hồ in dọc. Tờ này là tờ duy nhất in dọc của anh. Chính xác luôn. Thế ngoài ra còn tờ nào đặc biệt nữa không anh? Đây còn đặc biệt á. 50 đồng Bác Hồ cười năm 1949. Đây là tờ tiền duy nhất có hình Bác Hồ mỉm cười. Wow các bạn ơi, đây là tờ tiền duy nhất hình Bác mỉm cười. Thế tờ tiền giấy có mệnh giá lớn nhất in hình Bác Hồ là tờ nào anh? Rất quen thuộc, 100.000 tiền giấy màu nâu. Tờ này lâu lắm rồi em mới nhìn thấy. Phát hành năm 94 em ạ. Thế đồng tiền xu đầu tiên in hình Bác là đồng nào anh? Có luôn, một đồng phát hành năm 1946, chất liệu bằng nhôm. Quá tuyệt vời, quả nhiên là người nhiều tiền có khác kiến thức, thật là uyên thâm. Rất cảm ơn anh Hùng Bá đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều kiến thức thú vị. Và đặc biệt là cảm ơn anh Hùng Bá đã tặng em một món quà vô cùng độc đáo. Anh tặng em bao giờ? Đi về đi.